sĩ đã có kinh nghiệm với những đấu trường chuyên nghiệp. Đó là một quả cắt rất hay tới từ Romeo. Liên tiếp là những pha ra đòn của cái võ sĩ và Romeo Junior đang tiến lên. Móc phải tốt đến từ Romeo Junior. Một cắt góc di chuyển của Romeo Junior. Rất hay. Giờ nép được Kim Gun về phía võ đài rồi. Rõ ràng báo và bình tĩnh. Dù đang ở một khả năng phản bóng tốt hơn. Là rất lì lợn tới từ cả Kim Gun lẫn Romeo Tenorio. Từ Romeo Junior. Body shot. Tiếp tục đổi đòn. Cú overhand để có thể tiếp cận đối thủ là thứ vũ khí mà Romeo Tenorio đang liên tục sử dụng. Trong khi đó những cú chap của Kim Gun dường như đã không còn nhiều tác dụng. Bây giờ thì hai võ sĩ đang có vẻ như rất say đòn rồi. Của võ sĩ người Hàn Quốc thêm một cú móc trái tốt. Anh đang duy trì khả năng chịu đòn của Romeo Tenorio tốt như thế nào. Tenorio đang sử dụng những cú chap để giữ lại cự ly. Combo đòn liên tục của Kim Gun, móc trái tốt. Nhưng anh Phương à, tôi cảm giác như là Romeo Tenorio đang cố tình để cho Kim Gun có được những cơ hội tấn công và anh ta đang có tay trái, nhưng Kim Gun thực sự quá khỏe. Đây là Romeo chấp nhận có những tình huống để lộ phòng thủ của mình nhưng vẫn rất bình tĩnh. Lẫn Romeo Tenorio là tốt như thế nào và liên tục đổi đòn không thủ nữa rồi. Cộng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup và tiếp tục là một sự kiện nữa với sự kết hợp của VTV Cup. Rất tốt, một tình huống móc trái cực kỳ chính xác tới từ Romeo. Yêu cầu võ sĩ này chậm lại và xử lý những đòn đánh chính xác một cách tối đa. Thi đấu chậm rãi hơn, một cách để tham mình lựa chọn thời điểm đối thủ tấn công và gạt nữa mà đã hạ tay. Một tay sau tốt của sau đi trúng đích và không bị cản với tay thủ của Kim Gun. Body shot đến từ Romeo Junior. Nhưng chúng ta vẫn chờ đợi một cú knock out nào đó, đúng không anh Đặng? Rõ ràng là với cách hai tình huống tấn công của cả Kim Gun lẫn Romeo. Ở tuổi 19 thì Kim Gun rõ ràng sẽ là rất quan trọng và hữu ích với sự nghiệp của Kim Gun. Thêm một cú móc trái nữa. Cách mà Romeo tham mình cũng là vô cùng chuẩn xác. Mười lăm giây, một đấu thứ tư vẫn là thấm mệt thì họ bắt đầu cho thấy sự sơ hở của mình, dự cảm rất nhiều. Nhưng vấn đề là bây giờ cả Romeo lẫn giữa Romeo Junior và Kim Gun, một trái tốt của Kim Gun, những đòn đánh chính xác. Đổi đòn. Uppercut đến từ Kim Gun. Những đòn đánh của Romeo Junior chưa đủ sức nặng để có thể gây khó khăn được với Romeo Junior đang sử dụng tư thế phòng thủ. Và sau đó ngụp xuống né đòn. Trên bảng điểm của các giả định, có lẽ lúc này Kim Gun là người dẫn điểm. Tài đá rất mệt rồi. Những đòn đánh của họ nước qua đối thủ với những pha ra đòn như thế này. Những giây cuối cùng Việt Nam. Cái sôi động tại The Grand Hồ Tràm Strip là minh chứng rõ nét nhất cho sự hài lòng của những khán giả đang có mặt tại đây. À, những phút giây cuối cùng của màn so tài này. Tiếp tục là những tình huống trao đổi là những cú móc chính xác tới từ Romeo. Có lẽ là võ sĩ người Philippines hiểu rằng anh đã móc trái chính xác của Romeo Junior. Cho thấy được sự khôn ngoan của mình. Rất bình tĩnh và là cú móc tốt nữa của rất lì đòn. Cả hai võ sĩ có một trận đấu. Hiệp 6 này thực sự cho thấy Kim Gun đã sung sức một cách trầm trọng như thế. Móc trái tốt, móc phải. Trong
khi đó thì những cú móc trái vẫn đang là thứ vũ khí sở trường của Romeo Tenorio. Phân định được xem đâu là võ sĩ sẽ giành chiến thắng, và 6 hiệp đã khép lại rồi.